Can giúp bô gà vắt. Xin chào anh em nha. Hôm nay là đầu tuần. Dạ, hôm nay là thứ ba thì hàng giúp bô từ Mỹ về Việt Nam. Về rất là nhiều đơn nha anh em. Thì em cũng sẽ cố gắng khui hết những cái đơn hàng trong cùng một clip. Khi mà đăng tải lên thì nhiều lúc nó hơi chậm là do cái đường truyền nữa. Thì anh em thông cảm giúp em nha. Và mỗi lần hàng về thì em đều có thông báo bên Zalo. Dạ, anh em cứ qua tường cá nhân của em bên Zalo á, em đều có đăng hình chi tiết những con Zippo mà em có làm video cụ thể rồi. Và khi mà hàng về thì em cũng sẽ thông báo đến với anh em đó, ở bên Zalo nha anh em đó. Tại vì khi mà em đăng trên kênh nó nhiều lúc anh em bình luận thì em cũng không thấy được. Đây, rất là nhiều đây. Thì em cũng sẽ khui dần để cho anh em tham khảo. Mà nếu thời lượng nó dài quá thì anh em thông cảm với em là em sẽ chia làm hai clip nha. Còn nếu mà thời lượng mà em quay nó nhanh á thì em sẽ làm một clip để anh em có thể xem nó dễ dàng hơn. Đây, về được bao nhiêu đơn đây. Đó. Cũng giống như anh em á, thì thay vì em mua hàng online ở Việt Nam thì đây là em mua online ở nước ngoài. Nếu mà lựa chọn từng một con và luôn luôn là hàng còn nguyên viên hết thì em mới mua về. Tại vì tiền của em thì em cũng phải thanh toán trước, xong rồi bên đó nó mới ship về cho em, chứ không phải là nhận hàng rồi mới thanh toán. Nên là em bắt buộc em phải mua kỹ lắm. Nhiều lúc hàng về nó không đúng thì em cũng phải chịu. Và kiểu như em mua mẫu A mà nó về mẫu C thì em cũng phải chịu thôi. Đó gọi là sụp hầm á, sụp nguồn á. Ở đây em về nhiều bao nhiêu đơn đây. Đơn đầu tiên thì để em khui cái tờ giấy này đi cho nó nhễ ha. Đây, cái đơn này là đơn ngày 19 tháng 8, hôm nay là tháng 9. Và ngày 10 tháng 9 thì nó mới về, đâu đó thì tầm 3 tuần nha anh em. Thì ngày nào bên em cũng săn hàng, mua hàng hết để về phục vụ anh em. Tại vì em bên em cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ. Thì càng ngày thì hàng của em sẽ về đa dạng và phong phú. Và lúc nào cái việc hàng chính hãng thì cũng là quan trọng nhất nha anh em. Và anh em cũng... Và giờ thì em sẽ đi chiếc đầu tiên là có chủ đề về hạt lai. Một hộp giấy ngoài luôn. Chủ đề thì đầy đủ luôn nha anh em. Vừa có hộp tiết, vừa có giấy ở ngoài. Đây, một. Đây, phía sau nó cũng có ghi luôn. Một chiếc Jerome Emblem, quá là đẹp luôn. Dạ, đây. Đó. Và cái emblem này là emblem bằng đồng luôn nha anh em. Nhìn rất là sắc sảo. Nó ôm sát các góc cạnh viền luôn. Chiếc này thì được sản xuất năm 1998. Một chiếc một chiếc new à, năm 1998. Chiếc đầu tiên là về hạt lai. Dạ, hồi bữa thì có anh hỏi con về hạt lai thì hôm nay em có về lại nha. Có giấy, có hộp ở ngoài đầy đủ luôn. Đây. Để em chỉnh lại thì anh em sẽ thấy rõ hơn. Chiếc thứ hai. Tại vì đơn hàng hôm nay về nó cũng nhiều thì em cũng tranh thủ khui. Và anh em thông cảm nha, là trong đơn hàng clip khui hàng của em á thì em không có em không có thông báo giá được. Tại vì hàng về thì em bắt buộc em cũng phải kiểm tra. Đây, một chiếc blend trơn. Mặt sau này thì có xước và có thể chùi được nha anh em. Những cái dấu này nè, nó dơ á, lâu quá rồi. Đây, khi hàng về thì bên em sẽ mua những chiếc có bản lề rất là còn rất là đẹp nha. Đó. Chiếc này thì năm 1970. Tại vì anh em thông cảm là em quay ở trong nhà nhiều lúc nó không có đủ ánh sáng. Thì anh em hỏi chiếc nào. Chiếc này là khá là rich. Một chiếc đã qua sử dụng. 1970.
Trong nhà thì chất lượng ánh sáng thì nó không bằng khi em mô tả từng chi tiết, thì anh em kết mẫu nào thì cứ chụp lại màn hình, còn nếu mình không chụp lại màn hình được thì anh em cứ nhớ năm và chủ đề ở trên cái bề mặt chiếc chipbo á, thì thông thì có thể gọi hoặc là nhắn tin Zalo cho em nha. Em có ghim sẵn á, số điện thoại của em thì em có ghim sẵn ở góc dưới màn hình á, thì anh em cũng thấy nè. Đó, bên đó thì có anh thì gói rất là kỹ, có anh thì gói rất là đơn giản. Cái màu về một chiếc có chủ đề và ngày 12 September 1964, hay về chủ đề gì, về quân sự S Army lần thứ 8. Emblem quá là đẹp, nhưng mà làm nó là một cái huy hiệu gì, ký hiệu gì ạ? Đây cây này đây. Đây, cây 3 chấm là năm 1963 nha. Đây, em để góc này đi thì anh em sẽ thấy được. Bát số nó nằm ở giữa năm 1963. Tại vì thời tiết bây giờ thì nó cũng âm u nên nhiều lúc là ánh sáng nó không có đủ á. Và chiếc này thì sản xuất trước, sau đó thì được khắc để làm cái sự kiện tháng 5. Tháng 5 tháng 9 gì? Năm 1963, mặt sau có xước. Đây, bản lề. Để em trong clip khui hàng thì em cũng sẽ quay trực tiếp cái bản lề để anh em cảm nhận được hàng bên em về. Tại vì hàng mua còn phải rất là kỹ. Bản lề này thì nó dơ nha, mình có thể chùi ra được. Thì nhiều anh em cũng thắc mắc là hàng những chiếc mà mấy chục năm rồi mà sao mà bản lề nó còn nhiều trúng cái rít và cái không rít. Thì như vậy, đây một chiếc qua sử dụng, em thấy là cái này mức độ sử dụng ít nè. Đó, cái ở trên này dơ thì mình chùi được. Bánh xe sợi chỉ năm 1963. Tại vì hàng bên em là hàng mua tuyển chọn, kiểu như là ở bên nước ngoài, bên Mỹ á, người ta họ sử dụng một lần thôi chứ người ta không bao giờ mà vệ sinh. Người ta sử dụng xong người ta cắt đó, rồi xong rồi người ta sử dụng chiếc khác, nên là những chiếc Zippo mà dòng xưa tới giờ nó vẫn còn là như vậy à. Người ta sử dụng giống như hột quạt bít ở bên mình vậy đó, sử dụng xong rồi mình hết cái này xong rồi chuyển qua cái khác. Đây, một hộp giấy xưa. Đây, quá là ok. Đây, bị ố theo thời gian, nó có những cái dấu này giống nó dạng như có khi nó bị ẩm ướt nha anh em. Em về lại thêm một chiếc Underwood. Đợt trước là về một chiếc năm 1972, mà đợt này thì em không biết nó về năm bao nhiêu đây. Đây, cái chủ đề rất là đẹp. Thêm một chiếc năm 1972 nha anh em. Đó, tổng cộng là nhà em có 2 chiếc, anh em ưng chiếc nào cũng được ạ. Này, bẩn lề. Chiếc này cũng là một chiếc new luôn. Đợt trước cũng là một chiếc new, chiếc này cũng là một chiếc new. 1972, 2 gạch đứng nha anh em. Rồi, rất là đẹp. Để đẩy lên đi, anh em nhìn nó rõ ràng hơn. Chiếc cái hình cô gái quá là đẹp. Cái chủ đề này là nằm trong bộ sưu tập của hãng nha. Đây, nhưng mà thật ra anh em rất là tuyệt vời luôn. Đây, một chiếc có sạch chặt góc nè, đó, mà về chủ đề tàu chiến nữa, khá là hấp dẫn. Và cái màu đồng này là cái màu theo thời gian, chủ đề hai mặt luôn. Để em zoom lại thì anh em sẽ thấy đó. Chiếc này là một chiếc chu niên nha anh em. Đây, đây nó hơi tối ha, em zoom lại đi, tại vì em nhìn cũng không kỹ, do cái phần ở dưới này thì nó hơi bị đỏ. Và chiếc này là 1932 1982. Đây, đó anh em thấy kỹ không? Đó, theo dòng thời gian, dòng chu niên kỷ niệm 50 năm.
Chủ đề về tàu chiến Dinh Hãn nữa. Đó, một này chủ đề 2, 1, 2, 3 mặt luôn. Đây, có dấu làng, có màu đen đây, giống như chiếc này vẫn còn là một chiếc niêu á, hình trước đó là chắc là nó có cái tem dán gì nên bây giờ nó vẫn hiện dấu lằn nha. Đúng y luôn. Và chiếc này thì em không cho nó niêu đâu. Em cho nó tình trạng xuất sắc đi, quá là tuyệt vời. Buồn đốn nè anh em. Theo dòng thời gian. Quá là đẹp. Màu thời gian. À, một chiếc chu niên đời đầu luôn, 3282. Trong đơn này thì có hai chiếc. Một chiếc Blenchern. Đây là một chiếc năm 1969 nha anh em. Năm gạch đứng là năm 1969. Đây, cái bản lề đây. Đó, dài đi cho anh em nhìn sẽ thấy rõ. À, một chiếc xài lướt rất là, một chiếc xài lướt nha anh em. Đây, anh em nhìn cái buồng đốn này nó không có xước nhiều. Chốt tán vẫn còn đẹp đây. 1969 bà lên trên. Đây là chiếc thứ hai. Chiếc cũng là một chiếc Blenchern, một đơn hàng có hai chiếc Blenchern. À, cái bản lề đây nha anh em. Đây cũng là một chiếc 1969 cùng một năm đã qua sử dụng. Chiếc này cũng đã qua sử dụng luôn. Cái đơn hàng này dường như là đơn hàng áo, nó rất là mềm mại luôn. Dạ đúng rồi, đơn hàng áo của anh chồng em nha, cũng mua từ bên đó về luôn, có giấy tờ đầy đủ luôn. Nhẹ nhàng. À, đơn này là ngày 22 tháng 8. À, một chiếc HB Salem là về hiệu thuốc lá nổi tiếng nha anh em. Và chiếc này thì năm 91, 7 la mã. Đó, lâu lắm rồi thì đợt này thì em mới về được vài chiếc nữa. La mã, một chiếc new, âm nghe rất là hay luôn, bản lề còn rít. À, những tờ giấy này thì lúc nào em cũng tận dụng lại để gói hàng cho anh em hết á. Một hộp giấy xưa. À, một cái cốt cạnh còn rất là đẹp. Có giấy tem đỏ, giấy đỏ hồi xưa. À, chủ đề về biểu tượng của nước Hawaii.
Dòng H, thường thường những dòng HB bóng thì rất là ít nha anh em, sưu tầm rất là đẹp luôn. Những dòng xưa mà HB bóng thì gọi dường như là gọi là hiếm á, ít á. Đây. À, có tem nè, cái tem nó đi theo của nó luôn nè, để cho nó không có bị kẹp bùn đốt. Khi mà nó dán dày thì anh em sẽ thấy là sẽ gặp trường hợp là mặt này á nó không có bị xước bùn đốt, mặt trên này nó sẽ xước, nó va chạm với trên nắp á. Chiếc này thì năm 1976, 6 gạch sắt là năm 1976 nha anh em. Em zoom lại đi thì anh em sẽ nghe tiếng. Cái bản lề còn quá rít làm cho tiếng âm nó không nghe. Đây, anh em nhìn bụi nè, đó bám theo thời gian 1976, được chủ trước là dạng như sưu tầm. Đây, viên đá nó xì ra nó tạo bụi rất là nhiều. Đó. 1976 chủ đề về Hawaii nha anh em. Lấy này ra. Bản lề còn rất là thích. Cứng ngắc luôn. Và những anh em thường mới biết đến kênh của em đầu tiên á, thì cũng sẽ thắc mắc là tại sao những đơn hàng của em về lại nó có những cái đường dấu gạch như vậy, thì cho em xin giải thích nha. Tại vì những hàng từ Mỹ về Việt Nam á, thì bên đơn vận chuyển hoặc là bên cửa khẩu á, nó sẽ khui để nó kiểm tra là bên trong nó có chứa hàng gì hay không. Nếu mà hàng cấm thì nó không cho vận chuyển về, nó sẽ báo cáo là như vậy ạ. Còn đặc biệt là khi mà hàng về thì nó về nhiều đơn như thế này và thời gian cũng cách 3 tuần mới về tới Việt Nam thì em cũng phải kiểm tra hàng. Đây, một hộp mẫu này là giai đoạn, hộp này là giai đoạn 1980X nha anh em, có thể là cuối năm 1970X cũng có hộp này luôn. À, một chiếc HB mà nó có chủ đề hai mặt luôn, tàu chiến. Quá là tuyệt vời, đây là tàu chiến tên lửa quá, nó có hướng tên lửa đi lên ạ. À. Những anh em sưu tầm tàu chiến thì đợt này em về cũng hai cây cũng có giá trị á. Dòng xưa nữa càng hiếm. Và chiếc này thì năm 1977, tàu chiến hai mặt. Quá là tuyệt vời. HB bóng nữa lại càng hiếm. Một chiếc niêu nha anh em, bản lề rất là cứng, khi anh em mở cảm nhận cái nắp nó rất là cứng nha. Đó, tới đây thôi, một chiếc niêu 1977 chủ đề hai mặt luôn đó. Dây tại giai đoạn xưa là vẫn có cái hộp giấy đó nha anh em. Giai đoạn một cuối năm 1970X vẫn còn hộp giấy, nó có gối bên trong là gối nhung. Cái đơn này cũng hơi nặng, giống như cái đơn này là bắt đầu ngày 16 tháng 8 mới về nè. Bắt đầu nó với vận chuyển á. Đấy, bên nó rất là cứng. Và trong clip khui hàng á, mà em có nói điều gì sai sót thì mong anh em lượng thứ bỏ qua nha. Là không. Anh này gói cũng rất là kỹ á. Giấy nó hơi cứng. Keo nó dính lắm ạ.
dán rất là cứng luôn anh em. Tờ giấy này nó cũng cứng nữa chứ không phải là tờ giấy này nó mềm. Tại vì em không có dám mà cắt sát, nhiều lúc nó đụng với bô cũng làm hư hại đó. Đây, gói rất là cứng. Chủ đề về trụ sở cảnh sát Hoa Kỳ nha anh em. Đây, một chiếc emblem rất là đẹp. Đây, trụ sở Hoa Kỳ nha, cảnh sát. Rất là đẹp luôn. Đó. Mặt sau thì nó có hơi sức nhẹ rồi. Cây này thì năm 1978. Tắt 4 lịch sắc là năm 1978 nha anh em. Quá là đẹp. Đây, anh em nhìn nè, cái bản lề của nó nè. Đó. Một chiếc này là một chiếc dạng như xài ít nha anh em, không sử dụng nhiều. Nó còn rất là cứng luôn, bản lề rất là cứng. 1978 emblem về trụ sở cảnh sát Hoa Kỳ. Đó, một chiếc zippo mà cái hộp rất là to. Đây, đơn này. Hoa như thế này đi. Hộp giấy, thêm một hộp giấy về hạt Lai Davidson nha anh em. Hộp thiết cũng có dòng chữ hạt Lai luôn. Về hôm nay về hai chiếc giống nhau, emblem đều rất là đẹp, ôm sát với cạnh viền chiếc jeep này nha. Và cái emblem này thì mà đồng thì nó hơi bị ố nhẹ thôi, nhưng mà nó cũng chứng tỏ theo dòng thời gian. Ngược lại là tem giá đen của từ lúc nó xuất xưởng thì vẫn còn. Chiếc này thì năm 1998, 14 La Mã. Một chiếc new nha anh em. Tem đỏ, tem siêu của hãng thì còn nguyên. Quá là đẹp. Còn 3 đơn nữa là hết clip khui hàng ngày hôm nay nha anh em. Được đựng trong cái bao vải luôn. Một chiếc nhìn cảm nhận của em là rất là đẹp. Đây, cái khác đây. Một chiếc. Và chiếc này thì năm 1972, hai gạch đứng năm 1972. Đây, cái bản lề đây. Đóng bức cửa. Anh đóng vô bức cửa nó chó hết luôn, nó đen luôn. Cạnh viền trên nắp. Một chiếc xài lướt nha anh em. Đây, cái bùn đốt như thế này là xài lướt, dạng như tích lửa một hai lần á. Chốt tán vẫn còn xanh đây. 1972. Đó là anh em là có theo dõi kênh Zippo của em lâu rồi thì cũng biết là bên em khi mà hàng từ Mỹ về Việt Nam sẽ như thế nào. Còn những anh em mà mới biết đến thì anh em cứ theo dõi kênh em nha.
Tại vì hàng bên em thì anh em theo dõi và cứ xem thì sẽ thấy là khi hàng từ Mỹ về Việt Nam là bên em sẽ mua hàng như thế nào nha. Và lựa rất là kỹ ạ. À. Đa số là những con mà anh em thấy đã qua sử dụng thì lúc nào cũng còn cứng cáp hết. Cái điều đặc biệt của anh em là lúc nào cũng lưu ý là về cái bản lề, và cái hai là bánh xe. Thì anh em cũng thấy là trong clip khui hàng thì cái bản lề bên em về còn rất là đẹp. Đó. Mặc dù nó đã qua sử dụng nhưng mà bản lề còn rất là đẹp luôn nha anh em. Như là gần như là một chiếc xài rất là ít đối với những chiếc đã qua sử dụng là như vậy. Hộp nhựa đen. À, giai đoạn La Mã. Chà, hôm nay thì thêm lại về một chiếc tàu chiến HB nữa. Đợt này về HB tàu chiến rất là nhiều nha anh em. Có giá trị sưu tầm. Quá là đẹp, chiếc này thì vừa có logo tàu chiến à, vừa có huy hiệu của nó luôn. Đó, một chiếc HB bóng. Tại vì em khui hàng là em khui làm clip trong nhà á, nên nhiều lúc anh em sẽ thấy không rõ, nhưng mà anh em nhìn cái chủ đề thôi, ưng ý thì cứ liên hệ cho em, thì em sẽ làm video và hình ảnh chi tiết á, em sẽ gửi cho anh em và báo giá luôn cho anh em. À, bản lề quá là đẹp luôn. À, chiếc này thì năm 1990 nha anh em, 6 La Mã. Đây anh em nhìn nè, cái hộp nhựa đen của nó nè, cũng có ký hiệu cái màu xanh của cái tàu chiến này luôn, USNS cùng tên. Đó, rất là đẹp nha anh em, hàng sưu tầm. Những anh em sưu tầm tàu chiến thì không thể bỏ lỡ chiếc này nha. Quá là đẹp. Tại vì dòng HB bóng thì lúc nào cũng hiếm hơn, có giá trị cao hơn. Ngoài sưu tầm thì mình cũng có thể làm quà tặng cũng hay à. Có rất là có ý nghĩa, thì tại vì nó trường tồn theo thời gian 5 tháng. À, một cái phong bì cảm ơn. Anh này chắc là rất là vui tính. Gửi hàng còn gửi có cả phong bì và cái khuôn mặt cười nữa, sticker. Màu vàng, anh này yêu chuộng màu vàng. Sticker cũng màu vàng. Rồi. Một chiếc đồng. Đây, hàng bên em mua là hàng màu đồng, nó sẽ còn nguyên như vậy nha anh em. Đó là, và em bên em cũng sẽ để nguyên giày giao lưu với anh em, chứ bên em không có spa cho cái nước màu đồng nó sáng lên, tại vì chứng tỏ theo dòng thời gian. Chủ đề về đây năm 1986, chủ đề về tượng nữ thần tự do, rất là đẹp. Nó ghi dòng chữ Solid Brass trên này nữa. Đó. À, chiếc này thì năm 1996 nha, 12 La Mã. Đây. Rất là đẹp. Một chiếc đã qua sử dụng nha. Và cái hộp này là hộp cuối cùng trong clip khui hàng ngày hôm nay của em nha anh em. Và bên em thì anh em chốt thích mẫu nào trong clip khui hàng mà muốn để nguyên đối với những chiếc đã qua sử dụng thì cứ báo bên em, thì bên em để nguyên tình trạng như vậy để giao đến với anh em. Còn những anh em nào mà muốn bên em vệ sinh thì bên em sẽ vệ sinh luôn nha. Còn anh em còn muốn biết cách vệ sinh thì cứ liên hệ cho em, thì em cũng sẽ gửi một clip hướng dẫn anh em vệ sinh một chiếc zip bone là như thế nào nha. Tại vì bên em thì vệ sinh clip thủ công thì em cũng sẽ gửi cho anh em. Tại vì em có đăng trên kênh mà không biết là anh em có thấy không. Tại vì đăng cũng lâu rồi. Đây, hộp cuối cùng. Đây, cuối cùng là một hộp thiết. Một hộp quà tặng nó thực... có giấy. Cái giấy này là không phải dạng mẫu zippo gì. Đây, còn nguyên. Vậy là trong này là một set zippo về chủ đề xe zippo nha anh em. Nó có giấy luôn nè. Đó, đợt trước em có về là em bán liền. Còn cái này là chắc thời điểm mua hồi xưa. Vẫn còn bảng giá 599 nè. Đó, nó ghi ngày
599 hay 50 nhiêu rồi. Đây, đầy đủ. Một cái khăn. À, chiếc này thì chủ đề của nó là về hạt lai. Một set hạt lai có móc khóa. Đây, hồi bữa là các anh nào mà hỏi về hạt lai thì hôm nay em về 3 chiếc đều chủ đề hạt lai. Đây. Đó, một chiếc HB bóng. Ừ, chiếc này còn ni luôn. Tem siêu nó vẫn còn. Và chiếc này thì 597 nha anh em, 1997 13 la mã. Một chiếc new HB bóng cũng kết thúc clip khui hàng ngày hôm nay. Và em xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.